vào lúc 18:30 hôm nay nếu tiếp tục đánh bại U23 Syria, hoặc thậm chí chỉ cần ít nhất một điểm và trông chờ vào một chút may mắn, U23 Việt Nam sẽ là đội bóng Đông Nam Á thứ hai sau U23 Malaysia tạo nên cơn địa chấn ở vòng chung kết U23 châu Á. Thống kê cho thấy, tuyển Việt Nam thường chơi tốt mỗi khi đối đầu với các cầu thủ đến từ Tây Á. Trong quá khứ, Olympic Việt Nam từng thắng đậm Olympic Iran với tỷ số 4-1 tại ASEAN 2014. Đó chính là cơ sở để chúng ta hy vọng về một kết quả tốt trước U23 Syria để giành tấm vé vào vòng trong. Trả lời phỏng vấn trên truyền thông Brazil sau khi được hỏi về tương lai của mình, tiền đạo Lucas Moura chia sẻ: "Thật không may mắn nhưng đây sẽ là kết thúc của tôi tại PSG. Tôi sẽ không ở lại nơi đó. Ngoài hàng Anh là giải đấu cạnh tranh nhất thế giới và tôi luôn muốn ở lại châu Âu. Chúng tôi vẫn còn một số vấn đề nhỏ cần giải quyết. Bản thân tôi sẽ cùng với gia đình chờ đợi những nỗ lực từ cả hai phía." Với tố chất kỹ thuật điêu luyện, nền tảng thể lực và tốc độ tuyệt vời, Lucas Moura là một trong những cầu thủ chạy cánh tiềm năng nhất châu Âu hiện nay. Siêu cò Mino Raiola, người đại diện của Henrik Mkhitaryan vừa xác nhận, tiền vệ người Armenia đóng vai trò lớn trong thương vụ Man United muốn mua Alexis Sanchez. Cụ thể, Quỷ Đỏ sẽ trả cho Arsenal tiền và cộng thêm Henrik Mkhitaryan để chiêu mộ Sanchez. Cả Arsenal, Man United và Sanchez đã đồng ý thương vụ này, nhưng khúc mắc lớn nhất là ở chính Mkhitaryan. Nếu như tiền vệ này kiên quyết lắc đầu, United chắc chắn sẽ không có được Sanchez ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Theo tờ Sun Sport, Arsenal sẵn sàng để Olivier Giroud tới Dortmund trong nỗ lực thuyết phục đội bóng nước Đức nhả tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. Ngoài Giroud, pháo thủ còn chi thêm không dưới 30 triệu bảng cho đội bóng vùng Ruhr. Huấn luyện viên Arsene Wenger hiện đang rất muốn bổ sung thêm một ngôi sao tấn công chất lượng để thay thế Alexis Sanchez, người gần như sẽ rời Arsenal trong vài giờ tới. Theo chuyên gia Gulam Balagu của Sky Sport, Real Madrid đang gấp rút tìm đối tác để bán Cristiano Ronaldo vào mùa hè tới. Ngoài việc tiết kiệm tới 44 triệu bảng tiền lương, Los Blancos còn hy vọng thu về 89 triệu bảng từ tiền đạo sắp bước sang tuổi 33 vào ngày 5 tháng 2 tới. The Goal đưa tin, tiền đạo Theo Walcott của Arsenal đang ở rất gần với Everton. Được biết, The Toffee là đội bóng đưa ra lời đề nghị hậu hĩnh nhất cho Walcott về mặt lương thưởng. Dự kiến cầu thủ người Anh sẽ đến kiểm tra y tế trong ngày mai và hoàn toàn có thể góp mặt trong trận đấu giữa Everton, West Brom vào cuối tuần này. Mức phí mà pháo thủ thu lại từ việc bán Walcott có thể đạt 25 triệu bảng, bao gồm cả phụ phí. Theo tờ Corriere dello Sport, Real Madrid đã xác định được tiền đạo Mauro Icardi chính là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong mùa hè tới. Sau những màn trình diễn thất vọng, Karim Benzema nhiều khả năng sẽ phải ra đi. Harry Kane cũng là một cái tên được nhắm đến, nhưng đây không phải là thương vụ có tỷ lệ thành công cao đối với Madrid.